tháng cô hồn. Tuyệt đối tránh làm bốn việc này, tránh gặp xui xẻo. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, hàng năm là một tháng xấu. Vì thế chúng ta cần kiêng kỵ một số điều để tránh gây ra điều xui xẻo. Dưới đây là bốn việc mà bạn nên tránh làm trong tháng 7 âm lịch, dù không phải là người mê tín, cũng để tránh gặp chuyện xui xẻo. 1. Kiêng huýt sáo vào buổi tối. Có rất nhiều người có thói quen huýt sáo khi vui. Tuy nhiên trong tháng 7 âm lịch thì cần phải tạm thời bỏ đi cái thói quen này, đặc biệt là vào buổi tối. Theo quan niệm của dân gian, ma quỷ rất yêu thích tiếng huýt sáo, và việc này sẽ dẫn dụ cô hồn đi theo. Bên cạnh tiếng huýt sáo thì tiếng chuông gió trong nhà cũng có tác hại không kém. Nếu trong nhà đang treo chuông gió ở đầu giường hoặc trong phòng ngủ thì cần phải cất ngay đi, hoặc là đặt buộc chúng lại để không tạo ra âm thanh nữa. Thứ hai, kiêng trưng ảnh chụp đen trắng. Theo như các chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm là một khoảng thời gian nhiều âm khí và năng lượng xấu. Nếu như những màu sắc tươi tắn, vui tươi, nó là biểu trưng cho dương khí, mang đến điều tốt lành, may mắn, thì màu đen, màu trắng, màu xám xịt lại mang một ý nghĩa tiêu cực, ám chỉ, tiêu điều, u ám. Vì thế trong tháng cô hồn, người ta thường tránh đặt những bức ảnh đen trắng ở trong nhà. Nếu trong nhà đang treo sẵn những bức ảnh như vậy, thì dù là ảnh đen trắng chụp cả gia đình hay là chân dung, thì bạn nên gỡ xuống và mang cất vào hộp kín, bọc vải đỏ hoặc là buộc chỉ ngũ sắc. Thứ ba, kiêng tặng búp bê. Người xưa từng cho rằng vong hồn rất yêu thích búp bê, cho nên việc mua búp bê trong tháng 7 âm lịch chẳng có khác nào rước họa vào nhà. Theo dân gian, bởi vì đồ vật nào cũng mang trong mình một năng lượng, nhất là những vật được tạo ra giống hình người thì càng khiến cảm nhận về linh hồn cao hơn. Cũng vì thế mà các tà pháp họ thường sử dụng búp bê để mà yểm phép thuật. Mặc dù búp bê là một món đồ chơi quen thuộc và có hình dáng dễ thương, nhưng mà bạn không nên mang tặng người khác, đặc biệt là trẻ em trong tháng 7 cô hồn. Nếu đến một ngôi nhà nào đó, nhất là những ngôi nhà mới dọn tới ở, bạn có thể mang cất búp bê đi và chờ hết tháng 7 âm lịch. 4. Kiêng ngồi trong góc nhà lúc mệt. Khi mệt mỏi, không tìm được chỗ nghỉ ngơi, nhiều người có thói quen ngồi dựa lưng vào góc nhà cho nó đỡ mệt. Thế nhưng vào tháng 7 âm thì việc này là một trong những điều kiêng kỵ cần phải tránh. Sở dĩ như vậy là do góc nhà thường là nơi có ít hoặc là gần như không được ánh sáng chiếu tới. Đây cũng được biết đến như là khu vực vượng âm nhược dương, nhiều âm khí và năng lượng xấu. Trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần cơ thể không thoải mái, việc bạn ngồi nghỉ trong góc nhà sẽ dễ bị âm khí xâm nhập, gây hao tổn nguyên khí. Ngoài ra, nếu chẳng may góc tường nằm ở cung càn, cung tài lộc, cung đào, hoa hay là cung quý nhân, thì may mắn về chuyện tài lộc, tình cảm của gia chủ và các thành viên sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, tháng 7 âm lịch, người ta còn kiêng đến những nơi như là đám ma, miếu mạo hay là nghĩa trang để tránh bị cô hồn đi theo. Trong trường hợp bắt buộc thì nên đi trời sáng và có ánh nắng. Khi về đến cửa nhà, gia chủ cần phải đốt lửa hay là bồ kết để xua tan năng lượng xấu và tránh đem điều xui xẻo vào trong nhà. Vì sao mâm cúng cô hồn không dâng xôi gà? Nhiều người không biết về điều này. Cúng cô hồn là một việc quan trọng được nhiều gia đình thực hiện vào những rằm tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm về dân gian, lễ cúng này được tổ chức cho những vong linh không nơi nương tựa.
Lễ cúng cô hồn, hay còn gọi cách khác là cúng chúng sinh, thường được chuẩn bị đơn giản. Tuy nhiên, các gia đình cần phải lưu ý rằng chỉ được dùng đồ chay để làm đồ cúng chúng sinh. Dân gian cho rằng nếu mà cúng đồ mặn thì cô hồn lại khơi dậy lòng tham sân si, khiến vong hồn không siêu thoát mà ở lại dương thế, quấy nhiễu con người. Ở lễ cúng chúng sinh, cô hồn có thể tổ chức từ ngày mùng 2 âm đến ngày 14 tháng 7. Cũng có người cho rằng cúng vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch mới là tốt nhất. Tuy nhiên, thời gian cúng thì không câu nệ. Theo quan niệm của các gia đình, giờ cúng cô hồn tốt nhất là giờ Dậu, từ 17 đến 19 giờ. Đây là giờ chập choạng vào tối, gà lên chuồng, dương khí giảm bớt, âm khí bắt đầu mạnh lên, nhưng mà chưa phải là mạnh nhất. Dân gian cho rằng thời điểm này cô hồn mới có thể nhận được đồ cúng của các gia đình. Mâm cúng cô hồn thường có cơm vắt, cháo trắng, gạo, muối. Tùy theo vùng miền mà có thể thêm bớt các vật phẩm. Nhưng mâm cúng cô hồn sẽ không cúng xôi hay là gà như các lễ cúng thông thường khác. Mâm cúng cô hồn có thể đặt dưới đất, nhưng mà không đặt ở nơi ẩm thấp, không sạch sẽ. Sau khi cúng, muối và gạo sẽ được đem giải ra ngoài, mang ý nghĩa bố thí, có các cô hồn lang thang tiễn cô hồn. Rằm tháng 7, nhiều người có thói quen đi phóng sinh, nhưng phải hiểu đúng để làm cho đúng. Những năm gần đây, cứ đến dịp rằm tháng 7, ở khắp các chợ, nhất là chợ chim, chợ cá, lại diễn ra cảnh ùn ùn những người mua chim, mua cá, mua rùa, mua ốc để thực hiện một hành vi gọi là phóng sinh. Những mong bản thân của mình, gia đình của mình, dòng họ của mình thêm phần may mắn, công danh, chức tước, hanh thông vạn sự. Có cầu thì ắt sẽ có cung. Dịp này cũng là lúc người ta ra sức lùng sục đi bẫy, bắt chim, bắt rùa, ốc, mang tính tận diệt, cốt sao có hàng để mang tới các điểm kinh doanh để mà phóng sinh. May mắn, hành thông đâu chưa thấy, nhưng mà nhìn những chú chim đầu nghẹo sang một bên trong lồng cũng rớt rãi, rồi thì những chú rùa bật ngửa nằm chờ phóng sinh. Lòng riêng không chỉ những Phật tử, mà cả những người đi ngang qua đều không khỏi xót xa cho những thân phận, con vật bỗng chốc bị biến thành vật hy sinh cho một thói ứng xử của con người. Một số trong những con vật nằm chờ phóng sinh kia, có bao nhiêu con sống được đến lúc tự do? Chưa hết, phóng sinh như đã được thấy một việc thực sự có một nghịch lý. Đó là việc làm tốt, phóng sinh phải phụ thuộc vào việc làm không tốt, tức là nghề cung cấp động vật phóng sinh. Vậy thì việc làm đó có được coi là tốt hay là không? Cũng như là có đưa đến kết quả tốt như mong muốn hay không? Rồi đây đó, báo chí hay là mạng xã hội sẽ đưa lên những cảnh ồn ồn lồng chim, lồng rùa, lồng ốc trước những đám đông người chen lẫn nhau chờ đến mình để làm phóng sinh. Và đó thực sự là những quang cảnh rất phản cảm. Những dòng sông, kênh, ao hồ lại oằn mình gắm những đám túi ni lông, những chiếc lồng lan bị vứt bỏ sau hành vi phóng sinh của con người. Môi trường nguồn nước lại một lần ô nhiễm nặng, và có những công nhân môi trường đô thị cộng thêm cái vất vả và những cất vất vả vốn có trong công việc hàng ngày của họ. Nếu có những may mắn, hành thông nào đó đến với những người gọi là làm cái việc gọi là phóng sinh động vật rằm tháng 7, thì đó là những may mắn, hành thông phải đánh đổi bằng sự hủy diệt, ô nhiễm môi trường, mạng sống của động vật cùng sự nặng nhọc của những người đi sau hậu phóng sinh. Những may mắn, hành thông đó có được bằng lối đó, sao người ta gọi là may mắn, hành thông đúng nghĩa cho được. Trong giáo lý của nhà Phật, tuy có chỗ cao siêu, nhưng mà cũng còn có những điều đi cùng với cuộc sống, gắn với cuộc sống. Phóng sinh chỉ có ý nghĩa thực sự nếu là giải cứu một con vật sắp bị giết hại. Những con vật chuẩn bị giết hại mà mình tìm cách mua lại phóng sinh để chúng có đời sống tiếp tục,
Đó mới là phù hợp giáo lý của nhà Phật. Cũng có một số người cho rằng phóng sinh mà không hiểu, không có đúng cách, không chỉ đơn giản là sai, mà là còn sát sinh, hay có người gọi bỉa lai, gọi là phóng tử. Làm như thế không những tạo nghiệp nặng, lâu dài cho luân hồi, mà còn tạo nghiệp ngay trong đời này. Ồ ạt săn bắt, hành hạ các loài nuông thú, làm mất cân bằng sinh thái, thì hậu quả về môi trường đã phải gánh chịu ngay rồi. Người ta vẫn có câu Phật tại tâm. Mà trước những người cảnh rộ, những người mỗi dịp rằm tháng 7, người người nhà nhà đi chợ mua rùa, mua chim, mua cá, mua ốc, rồi mang thả hồ ở ao, ngẫm thì lại càng đúng. Phóng sinh người ta xuất phát từ tâm, tùy tâm mà người làm. Nếu mà tâm không thiện, suy tính điều ác, thì có phóng sinh theo phong trào, chạy đua mua cho thật nhiều, xét tới cùng cũng chẳng có ích gì. Ngược lại, phóng sinh khi mà sinh vật cần, khi mà vô tình bắt gặp, không toan tính, thì dù chỉ một con chim cũng rất quý. Phóng sinh là một biểu hiện của lòng từ bi, đức hiếu sinh, tình yêu của muôn loài, xem sự sống của vạn vật như chính mạng sống của mình. Phóng sinh là một biểu hiện của nét văn hóa, thể hiện lối sống vị tha, nhân văn, sợi dây gắn kết yêu thương, chan hòa với con người, với thế giới loài vật xung quanh. Chứ đâu phải cốt mưu cầu cái gì để cho tâm nguyện của mình. Với phóng sinh, khi con vật vào tay của chúng ta là để trả món nợ cho chúng ta. Thay vì sát hại để trả thù, ta chọn cách giải thoát, cho nên chúng có thêm cơ hội sống, nghĩa là xóa bỏ mọi thù hận, không còn tương báo với chúng nữa. Phóng sinh nhắc rằng chúng ta cố gắng gieo trồng nhân thiện để gặt quả thiện ngay từ những hành vi trong cuộc sống ở mọi nơi, mọi lúc. Đó là những đích đến của giáo lý nhà Phật mà hành vi phóng sinh nói với chúng ta. Lại nói về những cảnh phóng sinh trong mùa Vu Lan, ngày rằm tháng 7 về hiện tại. Có người bảo rằng nếu mà còn tái diễn cảnh phóng sinh như đã thấy, thì thà đem cái số tiền mua cá, mua chim phóng sinh đó, làm những việc như là giúp đỡ bệnh nhân, cung cấp thức ăn chay miễn phí, thiết thực và ý nghĩa hơn nhiều. Quả thực, cái ý này là không sai. Một cái tâm thiện phải đi đôi với người trí tuệ, mới không bị rơi vào tình trạng phản tác dụng.